Ronaldo mà có khoảng cách rồi nhờ. Bây giờ lấy lời. À, nó cũng may là. À không. Bạn nó tên gì vậy? Để mốt biết mình đá nữa. Ở cái phần tương tác này thì mình sẽ làm một cái nội dung theo kiểu là những bạn mà đã từng tham gia rồi, như kiểu là đàn anh đi trước á, sẽ có một cái phần quân sư là ok các bạn nên có những cái kinh nghiệm như thế kia. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.